Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Hiện tại thì voi mammoth của mình đã khá là bự rồi, đã mọc ngà rồi nha. Rất là dài và to luôn. Và nhưng mà giờ thì lăn đùng ra ngủ rồi. Mặc dù lớn rồi nhưng mà cái dáng ngủ thì vẫn giống như lúc bé, là nằm nghiêng qua một bên vậy á. Nhìn dễ thương thiệt á chứ. Rồi, còn công việc bữa nay của mình thì chắc mình sẽ dành một chút thời gian cho mình mới được. Bữa giờ thì mình đã dành rất là nhiều thời gian cho khủng long rồi, mà mình quên mất là mình cũng phải dành thời gian cho mình nữa. Bộ giáp mình mặc thì nó cũng đã cũ kỹ và hư rất là nhiều rồi. Thế nên là hôm nay mình muốn chế tạo một bộ giáp mới nó xịn hơn, để giúp ích cho mình trong những trận chiến thuần phục khủng long nữa. Và cái nguyên vật liệu làm giáp trong ngày hôm nay của mình thì nó hơi khó một xíu. Một loại hoa chỉ xuất hiện ở bên thế giới kết thúc thôi. Thế nên là bữa nay chắc mình sẽ có một chuyến phiêu lưu ở bên thế giới kết thúc, cũng như là đánh bại rồng Ender nha. Thôi giờ thì ngủ một giấc trước khi bắt đầu cái hành trình này nè. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ mang theo một cái bộ giáp mới bằng ngọc lục bảo đi. Bây giờ mình có khá là nhiều ngọc lục bảo nè. Đó, mình sẽ mặc vào để thay thế cho bộ giáp xương khủng long của mình. Ổn thì mình có một cái ổn kim cương sẵn rồi nè. Mình sẽ lấy nó mặc luôn. À không, quên cường hóa thêm một tí. Oh, multi jump. Tốt quá ta. Ghép luôn. Wow, còn có bảo vệ các thứ nữa nè. Sẵn tiện còn dư một ít kinh nghiệm thì mình sẽ cường hóa luôn cái quần và cái áo, để cho nó tốt một tí. Rồi đó, giờ cái xích giáp của mình có thể nói là khá là ok rồi. Còn bộ giáp cũ thì mình sẽ treo ở dưới cái phòng thí nghiệm của mình. Đây, treo lên. Đây là bộ giáp đồng hành của mình cũng khá là lâu rồi đó. À, nó còn thiếu cái nón. Đây. Mà chuyến đi này thì mình cũng sẽ lấy thêm hơi thở của rồng nữa, nên là mình cần có những cái lọ thủy tinh. Lấy thêm một ít block nữa là ok rồi đó. Giờ thì lên đường thôi nào. Thiếu. Mình phải có mắt của Ender chứ. Tí nữa thì quên thứ quan trọng nhất rồi. Mình sẽ cần làm thêm mắt của Ender. Tha hồ mà phóng luôn. Để coi coi hướng của cái stronghold sẽ nằm ở hướng nào nha. Oh, đi về hướng bên đây. Bể luôn rồi. What the... Ủa xui vậy, cái viên ngọc đầu tiên là đã bể rồi. Hơi bất ổn á nha. Rồi, cho Phượng Hoàng ra ngoài và lên đường thôi. Mình đã băng qua được cái cánh rừng gần nhà rồi nè. Bây giờ mình sẽ phóng tiếp một cái mắt của Ender tiếp theo. Ồ, nó dẫn đi về hướng này à. Hóa thạch. Mặc dù là đi tìm stronghold nhưng mà gặp hóa thạch là vẫn nhảy xuống đào lia lịa nha, không bỏ đâu. Hôm qua mình mới biết được thêm một cái công dụng thần thánh của cây cúp 500 của mình, là nó có thể dễ dàng đào ra được những cái scarab gem hơn. Để bây giờ mình thị phạm thêm một lần nữa coi. Ủa kỳ ta, hôm qua mình thấy đào hơn lắm mà. Coi như nãy giờ mình chưa nói gì nha. Đào nãy giờ cả đống mỏ hóa thạch luôn mà không có nổi một cái cục scarab gem nữa. Chết rồi, hình như mình quảng cáo cây cúp này hơi lố rồi. Úi. Oh. Vừa xuống hàng cái có liền. À không không, hàng xịn nha, không lố đâu. Cúp mình là cúp pro VIP chuyên đào scarab gem mà. Ý giời, nãy giờ là nháp thôi, giờ mới thiệt nè. Vậy là mình biết rồi. Kiểu như ở dưới hàng thì mình sẽ dễ gặp được scarab gem hơn là ở trên mặt đất nha. Bảo sao nãy giờ mình đảo trên chả có cái cục scarab gem nào ạ. Thôi, đào review vậy là đủ rồi. Giờ lên trên để tiếp tục cái hành trình đi tìm stronghold của mình thôi. Xa xa mình thấy nó có cái tòa tháp gì cơ. Để mình áp sát thử xem. À, đây là một tòa tháp có lòng spawn của quái vật luôn. Đây là spawner của con xương hả? Đạp ra một cái. Xuống dưới coi thử coi. Ủa? What the heck? Không có gì hết, ở dưới không có gì hết. Stronghold ở dưới này hay sao này? Cái ngọc Ender nó bắn thẳng xuống dưới đất luôn. Ở đâu rồi? Đây. Wow. Tới rồi sao? Để mình đào xuống dưới thử. Ủa? Ô khoan. Ồ, tới đá nền rồi, có gì đó sai. Ủa? Cái mắt Ender nó bắn giữa bên này. Vậy là phải đào xéo qua bên đây rồi.
À đây, tới luôn nè. Ồ, ra là vậy. Hồi nãy mình đào bị lỡ ta. Ồ, con hóa thạch nữa nè. Đào luôn. Và công việc đầu tiên của mình là tìm cái cánh cổng kết thúc trước rồi đã. Rồi khám phá mấy cái kia sau cũng được. Ủa, tới luôn rồi nè. What? Hên vậy. Một phát tới luôn cái chỗ của cánh cổng thôi. Yeah. Nhưng mà hơi nhiều cá bạn xíu. Để mình xử mấy con cá bạc này cái đó. Đập luôn cái lồng spawn. Và cái này thì nó đã thắp được một cái con mắt rồi. Mình sẽ chế tạo thêm hai con mắt nữa. Là đủ. Lắp vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Xong xong. Nhưng mà trước khi vào chỗ này thì để mình đi tìm cái thư viện trước. Nhỡ đâu trong thư viện là cho mình những quyển sách tốt ghép vào áo giáp của mình thì sao? Cũng có thể lắm. Ý, có Red Food luôn. Ồ, được quá ta. Có cái trái này thì mình có thể đi xuyên tường và tìm cái thư viện dễ hơn nè. Một cây cần câu xịn. Ok, làm luôn. Còn có khu mỏ ở đây nữa chứ. À đây, gặp thư viện luôn rồi. Trời, quá nhiều sự may mắn trong cái kiểu stronghold này lắm nha. Cái thư viện đầu tiên thì cho mình cái bánh bàn chế tạo. Cái này thì cho mình dịch chuyển về nhà nè. Thêm một quả Corrupt Food. Còn bên này lại thêm một cái bánh bàn chế tạo nữa. Còn cái bùa này thì giúp mình gơ chậm này. Một xíu qua thành phố kết thúc thì chắc nó sẽ giúp ích cho mình đó. Đây mình sẽ mang nó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thêm một trái Corrupt Food. Coi coi nó còn cái thư viện nào gần đây không. Thư viện. À hết rồi. Như vậy thì cái stronghold này chỉ có duy nhất một cái thư viện thôi. Thôi được, bây giờ mình sẽ không ở đây nữa và bắt đầu cái hành trình bước qua cánh cổng dẫn tới thế giới kết thúc để đi tìm cái hoa điệp khúc thôi. Wow. Cái gì bất ổn vậy, mới vô nó cho mình lơ lửng rồi. À may quá mình có Phượng Hoàng không sao hết. Mình sẽ cưỡi Phượng Hoàng đi cho nhanh. Ơ. Ồ, ở bên kết thúc cũng có kim tự tháp hay sao kìa. Wow. Được vậy. Rồi giờ mình sẽ hạn chế lại gần rồng nha. Mình sẽ đứng từ xa và dùng cây cung kim cương để bắn phát. Ấy. Ấy, hình như mình không thể dùng cung được. Mình dùng cung thì mình sẽ tấn công trúng Phượng Hoàng của mình. Oh no. À cái bùa nó phát huy công dụng rồi nè. Cái bùa nó sẽ cho mình hiệu ứng gơ chậm. Wow. Ý rồng. Ê, trời. Rồng đi ra chỗ khác coi. Rồng vô văn quá. Chỗ người ta bắn mà cứ cản đường à. Đó. Dính chuẩn đi. Ừ bắn chứ gì. Mình sẽ lấy mấy cái lọ thủy tinh mình múc hơi thở. Múc sạch luôn. Trời. Bắn đi cần. Bắn bao nhiêu mình hút. Mình múc bao nhiêu hết. Cái này mình nên bắn luôn không ta. Mình bắn luôn cái này đi. Rồi đứng lên cho nó an toàn. Tận dụng vị trí cao này mình sẽ bắn qua mấy cái chỗ kế bên. Lại húp được thêm một ít cái lọ hơi thở của rồng. Ui liên tục luôn. Đứng yên một chỗ mà cũng có hơi thở của rồng nữa. Quá lạ, quá là đã. Rồi giờ thì mình sẽ bắn những cái cột xa hơn. Ý, một cục này. Hai cục này. Ba cục luôn. Bốn cục. Ô, đằng kia còn có mấy con mắt gì. Giống như là nó chiếu tia laser vô rộng vậy cơ. Wow. Không biết mấy con mắt này là mắt gì nhờ. Cơ. Thôi mình bắn nó đi, biết đâu nó búp sức mạnh cho rồng thì sao. Và đặc biệt hơn là có một vài cái trụ nó có được bảo vệ bằng những cái hàng rào sắt. Thành thử ra là mình phải áp sát để đập luôn. Hơi nguy hiểm một xíu nhưng mà chắc mình sẽ trụ nổi thôi. Còn một cái pha lê duy nhất à. Mình sẽ dùng cái khả năng kiểu như bắn lọt khe của mình để mình bắn vô trong đó. Mũi tên lọt khe. Ủa sao nó không lọt khe được ta. Cây thì có chứ. Thôi để mình đập luôn đi.
Phải đập một cái lỗ rồi bắn lọt khe mới được. Coi nè, xong rồi đó. Bây giờ thì đã tới lúc để mình trừ khử con rồng này rồi. À nhưng mà mình còn nhiều lọ thiết tinh lắm, nên là cho nó bắn hơi thở một xíu đi. Đúng rồi, bắn mình đi. Nó bắn bao nhiêu là mình múc hết bấy nhiêu luôn. Đúng rồi, được đấy, rồng Ender này được việc á. Rồng yếu thế, bắn lần có 1 cục à, phải bắn lần 2-3 cục cơ. Mình múc mới đã. Nó đáp xuống rồi. Để mình lại gần mình xử lý nó cái đó. Ôi nó còn cạn hơi thở nè, múc thêm miếng. Rồi xong, mình đã lấy được một stack hơi thở của rồng rồi. Giờ thì mình sẽ đánh vô phần đầu của rồng. Ôi trời, đừng có chống cự nha, chống cự kết quả là biết bị gì không cưng. Ôi, bay rồi. Bay rồi à, được lắm. Bay thì mình sẽ đánh rồng thì kiểu bay, bắn rồng thôi. Ui. Rồng có tuyệt chiêu mới sao vậy? Cắm đầu. Tuyệt chiêu mới là cắm đầu siêu tốc. Này thì cắm đầu nè, mình sẽ đánh vô đầu luôn. Hồi nãy chống cự đúng không? Chống cự, đầu sẽ bự nha. Ui, lại bay nữa rồi. Đừng hòng bỏ trốn. À, định cắm đầu nữa đúng không? Mình nghi lắm. Trước khi cắm đầu mình sẽ hạ nó. Ui, không hạ được. Vẫn còn phải đánh một hit nữa. Ôi trời, không sao. Giờ mình sẽ đáp từ trên không xuống và đánh vô đầu rồng. Hi. Yeah. Quá là mãn nhãn luôn. Rồi, và sau một lúc giằng co thì mình đã đánh bại được rồng Ender. Cũng không quá khó khăn cho lắm. Giờ thì mình sẽ hít thêm kinh nghiệm để một xíu về cường hóa nè. Ngoài ra thì rồng Ender còn cho mình những cái này là vảy rồng. Được mấy cái đây? Hình như là 3 cái, 4 cái luôn, 5 cái. Với 5 cái này thì mình có thể làm được những cái vảy rồng xịn hơn. Và nó sẽ có một vài cái công dụng riêng ấy, mình nên giữ nha. Còn cái trứng rồng này thì chắc mình cũng sẽ lấy về được á. Mình sẽ mượn cái đuốc ở đây, rồi cắm cái đuốc xuống. Thế là chúng ta đã lấy được trứng rồng về rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tiến tới cái cổng dịch chuyển đằng kia. Nãy giờ làm đủ trò con mèo chủ yếu là để cho có cái cổng dịch chuyển đó. Giờ thì bay lên đó một cái, đáp lên đây. Rồi, đi thôi. Cây điệp khúc đâu rồi ta? Đây. Quá trời cây điệp khúc ở đây. Và mình sẽ lấy cái bông thôi. Rất là nhiều bông luôn nha. Được mấy cái à? Thông thường thì một cái viên pha lê hắc diệm thạch thì mình sẽ cần có 2 hoa điệp khúc. Chắc mình sẽ lấy vài stack hoa điệp khúc ấy thì mới đủ. Ở đây nhiều cây mà nên thoải mái thôi. Sau khi đã lấy được một ít cái hoa điệp khúc rồi, bây giờ thì mình sẽ qua cái tòa tháp đằng kia. Hồi nãy mình cũng tò mò không biết đó là tòa tháp gì ấy, để mình qua đó mình kiểm tra thử. Nhưng mà trước tiên để mình đào kim cương cái nha. Ở đây mình thấy có kim cương kết thúc này. Cũng xịn không kém gì kim cương bên thế giới thượng nha. Đã, kim cương lộ thiên. Có còn không? Úc, có ngọc lục bảo lộ thiên nữa cơ. Uầy. Trong đây nó cất giữ một cái pha lê. Mình không biết công dụng của nó làm gì, nhưng mà mình nên đập đi. Nổ đi. Ủa sao không nổ vậy? Ôi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi nổ rồi. Ôi nguy hiểm thế. Trời đất ơi. Hồi nãy mình có cái pha thử pha lê đi vào lòng đất luôn rồi. Tí nữa là nó nổ mình banh xác rồi. Wow. May là mình cường hóa bộ giáp mình xịn xịn một xíu, không thôi là pha đó chắc là đi về bằng đường hàng không rồi. Ôi thôi, không nên đụng vô nó nữa đâu, nguy hiểm quá. Về nhà thì mình sẽ kiểm tra công thức lại thêm một lần nữa. Giờ mình đã có được hoa điệp cốt rồi. Tiếp theo thì mình sẽ còn thêm những cái amber. Cái amber đó là bắt buộc mình phải đi đào rồi. Ok, vậy là bây giờ mình sẽ có thêm một cái chuyến đi mai nữa để mình kiếm thêm amber thôi. Mình cũng có một cây cúp gia tài 3 nữa, nên là cái việc kèm amber chắc cũng sẽ không quá khó khăn đâu. Trước khi đi thì để mình nghĩ qua chỗ của Spinosaurus coi. Coi có đẻ được lứa nào chưa. Hiện tại thì mình chưa thấy
bất kỳ cái trứng của Spinosaurus nào khác trong này. Cũng có thể là do nơi này quá chật nên là không có đủ không gian cho Spinosaurus sinh sản nè. Thôi được rồi, bữa nay mình làm xong giáp cho mình thì mình sẽ tranh thủ mình nâng cấp cái nơi ở cho Spinosaurus thôi. Gán đợi anh xíu nha mấy cưng. Ok. À đây rồi, cuối cùng thì mình cũng gặp được cái quặng Amber rồi. Thường thì cái quặng này sẽ xuất hiện cạnh những cái hồ nhung nham ấy, nên là mình chịu khó đi tìm hồ nhung nham là được. Để coi coi chỗ này được bao nhiêu quặng. Cúp gia tài ba cho hơi bị nhiều luôn nha. Chiến này giàu to. Coi kìa. Đã thiệt. Giàu rồi. Mình tìm thêm vài cái quặng như vậy nữa thôi là dư sức dùng trong một khoảng thời gian luôn ấy. Nó cho mình 1, 2, 3, 4, 5 quặng. Và được 26 cái Amber. Wow. Ấy. Thêm một chỗ Amber khác nữa. Ú, còn có kim cương cái bên luôn. Thơm thiệt. Mà để mình tranh thủ mình đào ít cái chỗ hóa thạch này cái đã. Ok, sao nãy giờ không có thêm Scarab Gem nhờ. Ủa, cái cúp này ba hồi ghê luôn á. Giờ thì tập trung chuyên môn nè. Lấy Scarab Gem thôi. Để coi cho mình. Ú, hơi bị nhiều luôn á. Thích quá à. Còn có hang nhện nữa chứ. Ê, nguy hiểm. Quét sạch hang nhện. Đón nhận đường rìu của mình đi. Đi vài đường rìu là mấy con nhện này té hết liền. Ê, nó cho mình cái cúp sửa chữa. Wow. Nhưng mà khó vậy ta, cái cúp sửa chữa này không biết có ghép vào được cái cúp 500 của mình hay không nữa. Nhưng mà lượm nó về trước đi. Có sửa chữa là thấy tốt lắm rồi. Ủa cái gì, sao cho ra nhiều thứ vậy? À, nó cho mình cục Amber xịn luôn. Để mình lượm nghe vô thử coi. Nó là Dominican Amber. Yeah, chính xác là như vậy rồi. Ồ, cuối đường còn có thêm Amber ọt cho mình nữa nè. Ôi mà cẩn thận, từ từ. Một. À, có hai quặng thôi. Ok. Hết rồi. Giờ chắc mình đi lên trên được rồi đó. Mình đã kiểu như quá nhiều những cái Amber rồi. Như đây thì mình có thể làm được 24 lần. Vừa đủ bộ giáp luôn. Ok, lên được rồi. Tí nữa là mình quên thứ cũng không kém phần quan trọng rồi. Đó chính là... Ồ, cái gì đây? Một cái Mimic Orb. Mình có thể biến cái rương bình thường thành cái con Mimic. Wow, ồ cái này về mình xíu cái gì mình thử mới được. Còn giờ để mình lấy hắc diêm thạch trước cái đã. Để xem mình sẽ làm được bao nhiêu đây. À, còn thiếu Ngọc Lục Bảo nữa. Đây, có Ngọc Lục Bảo. Rồi, mình sẽ làm được tổng cộng là 24 cái pha lê hắc diệm thạch. Và với 24 này thì mình có thể làm được full một bộ giáp. Có thể nói là khá là xịn tại thời điểm hiện tại. Đầu tiên là cái nón nè. Rồi tới cái áo. Xong tới cái quần. Và cuối cùng là một cái đôi ủng. Cái gì? Cái ủng nó cần tới 5 cục lon. Oh, mình hết Amber rồi. À, chết tiệt thiệt mà. Sao lại mắc như vậy? Bây giờ giáp của mình hơi bị nhiều rồi đó nha. Quá là đã luôn. Giờ cần hóa thêm một tí nữa cho nó tốt hẳn nào. Ồ, cái nón hô hấp này. Mình chưa có dòng hô hấp. Được luôn, lấy. Quần bảo vệ 3. Lấy luôn. Áo tiếp tục là bảo vệ 3. Rồi. Giờ là set đồ của mình có thể nói là hơi bị tốt rồi đó. Tự tin hơn hẳn. Số kinh nghiệm còn lại thì mình sẽ thử ghép hai cái cúp này lại với nhau coi có được hay không. Quá đắt. Rồi, không được rồi. Sao giờ ta? Khó cho mình quá đi. Bữa ghép quá trời dòng vô mà không có sửa chữa là vậy á. Trời ơi, bây giờ sửa một lần 30 mấy kinh nghiệm. Nhưng mà thôi, chấp nhận đánh đổi thôi chứ biết sao giờ. Chắc đây là lần cuối cùng mình sửa được bằng kim cương đó. Ok, còn cái cúp này thì mình sẽ để dành. Nhỡ cái cúp này hư là mình sẽ dùng sang cái cúp mới này. Ngoài ra thì mình còn dư một cái bánh... bàn chế tạo nè, để mình ăn nốt cái bánh này luôn coi. Cũng khá là tiện trong cái việc chế tạo đồ của mình trong sắp tới đấy. Rồi, và khoảng thời gian nâng cấp giáp của mình đã xong. Bây giờ thì mình sẽ... Ồ, người thích bắn cái gì? Cho người bắn luôn á, cho người đánh luôn á. Hay tên nhóc. Sợ à?
Gặp mình mặc xích giáp xịn cái sợ cơ. Đừng có mang xin hả vậy, không có tha đâu. Tôi tính nóng lắm. Ừ đánh đi, đánh đi. Nè đánh đi. Ui giời ơi đánh ngại ngứa. Đánh mạnh lên. Đánh gì mà nhẹ thế, đánh mạnh lên coi nào. Ồ chắc tại mình trâu quá thôi. Bye bye. Đánh yếu quá à. Công nhận con giáp xịn cái gáy khét thiệt hả chứ. Cho nghỉ mẹ một đi. Bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc tiếp theo. Đó chính là mình sẽ nâng cấp nơi ở cho Spinosaurus cái đã. Cái em này thì hai em này đã ở trong cái khu vực này cũng một khoảng thời gian rồi đó. Và bây giờ nó đã dần trở nên chật hẹp rồi. Và khu vực mình dự định sẽ làm nơi ở mới cho Spinosaurus đó chính là khu vực bên này. Nhưng mà bên này thì mình phải cải tiến lên một xíu. Cái hang này nè, mình sẽ tận dụng luôn. Là mình sẽ làm một cái hồ cho nó sâu hơn, với cả là rộng hơn cái hồ cũ. Nhưng mà để mở rộng nhanh thì chắc mình sẽ chế tạo những trái bơm đi. Công thức nó cũng không quá khó đâu. Về mình làm tầm mười mấy hai chục trái mình đặt xuống nổ cho nó nhanh, đỡ phải đào. Đây được hai mấy trái nè. Rồi bò đi 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 ra chỗ khác đi. Chạy chỗ khác đi. Ở đây chuẩn bị có bom nổ đấy. Bò này nữa đi 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 đi. Đi chỗ khác đi. Giải tán giải tán. Phải di cư mới nhóc bò đi mới được. Rồi mình sẽ chia bom ra cho nó nổ đều đều một tí. Này trời ơi, bò đứng đây mà hồi gò luôn, cho bò banh xác luôn. Kêu không có nghe gì hết. Đúng là lì như bò mà. Rồi chăm nổ mấy trái bơm này. Coi coi cái nổ, nó có nổ giòn tan hay không nha. Rồi đó. Nổ cũng khá là vừa ý mình đấy chứ. Đấy cái hồ mới này nó sẽ bự cỡ như vậy, hoặc là sẽ rộng hơn một tí nữa. Mình còn vài trái bơm để mình tranh thủ mình cho nó nổ hết đi. Sau một lúc cho nổ TNT thì cái chỗ này nó đã rộng rãi hơn một xíu rồi. Nhưng mà ở dưới nó lại xuất hiện thêm mấy cái hang to hơn ấy. Nên là bây giờ mình phải dùng đá và lắp mấy cái hang này lại. Rồi chỉnh một tí nữa cho cái hồ nhìn nó phẳng phẳng hơn. Chứ bây giờ nó gồ ghề nhiều đá ngầm quá. Chỉnh sửa một hồi thì cuối cùng cái hồ này đã trông khá hơn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ tới cái công đoạn là chuẩn bị nguyên vật liệu để làm nơi ở mới cho Spinosaurus thôi. Hôm bữa thì mình đã làm cho khủng long T-Rex. Cái chuồng có thể nói là rất là nổi bật trong cái khu vực mình ở luôn. Kiểu như đó là một loại gạch địa ngục, kiểu như có cái vân nhung nham nhìn khá là đẹp nhờ. Nên là bữa nay mình cũng sẽ làm cho Spinosaurus theo cái kiểu như vậy. Nhưng mà nó sẽ là một cái họa tiết khác một xíu. Mình thấy cái pháo đài địa ngục nó cũng có cái loại gạch mà mình đang cần nè. Có lầy quá không? Khi mình lấy... Ôi, mấy con quỷ lửa này nó bảo vệ kìa. Mặc cho nó bảo vệ, mình cứ lấy trước đi tính tiếp. Chống cự là mình cho nó đầu bự luôn. Lấy hết. Trời ơi, vậy có phải là nhanh hơn không? Bữa mình phải chế tạo các thứ mất thời gian á. Bây giờ chỉ cần vô đây đào thôi. Quá là nhanh gọn lẹ luôn. Ui, dùng đào một lần dùng chắc cả tuần á. Thôi đủ rồi, giờ về nhà rồi lấy cây đục, đục nó ra thành cái hoa văn thôi. Cây đục của mình đây đây, cây đục hôm bữa xài còn dư quá trời nè. Hoa văn lần này thì mình chọn nó không phải là màu đen nữa, mà là màu xanh của nhung nham. Màu xanh nhung nham để coi sẽ trông như thế nào nha. Đấy, cái này nó còn đẹp hơn của cả T-Rex nữa này. I like it. Đã chọn được vật liệu xây dựng rồi, giờ thì chọn kiểu xây thôi. Để cho khác biệt với khủng long bạo chúa thì mình sẽ xây cho kiểu như Spinosaurus, tiếp tục là hình tròn đi. Nhưng mà lần này thì cái hình tròn nó sẽ bự hơn. Đây là khu vực hồ đúng không? Mình sẽ làm cho cái hình tròn nó rộng ra bên ngoài một xíu. Nó sẽ cách cái hồ đâu cỡ khoảng 7-8 lóc cỡ này. Đấy, một cái hình tròn từ đây dài qua tiếp bên kia lận á. Như vậy thì Spinosaurus tà hồ mà bơi lội nè, cũng như là lên bờ sinh con đẻ cái nha. Nhưng mà trước mắt thì để mình làm cái hình tròn trước đó. Cái gì mình chưa cho Spino vô ở mà mấy con này nó dành vô ở trước rồi. Mấy con ma chết tiệt. Không con xương này nữa. Cho nó nếm đường rìu cực mạnh của mình. Đón nhận cơn thịnh nộ của mình đi. Đường rìu cực mạnh nè. Láo tét. Rồi xong, quét sạch rồi. Và cái cổng thì mình dự tính là mình sẽ đặt nó ở hướng này.
vẫn là cái cổng 3x3 quen thuộc. Nó sẽ như vậy. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ làm thêm những cái trụ nữa nha. Vì nếu chỉ làm cái hình tròn này không thì nhìn nó khá là đơn điệu ấy. Nhưng khi có thêm những cái trụ thì chắc trông nó sẽ đẹp hơn ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ đặt đều những cái trụ ra. Và những cái trụ này sẽ cao lên tầm... ok, mình nghĩ như đây là vừa đó. Không quá cao đâu, tại vì Spino cũng đâu có cao lắm đâu. Ok. Đó, có thêm mấy cái trụ thì nhìn nó đã nổi bật hơn rồi kìa. Tiếp theo thì mình sẽ ốp kính nha. Cái này nó làm theo hình tròn á, nên là không có thể ốp hàng rào vô được đâu, phải ốp kính mới được. Kính chắc mình phải đi đào thêm á, hiện tại mình không còn nhiều kính cho lắm. Thôi nhưng mà trước mắt thì để mình chọn loại kính đi. Chiếc này thì mình sẽ dùng kính nào đây ta, coi coi. Ê ê ê, bình tĩnh em, bình tĩnh. Trời ơi, mình mới vắng nhà có một thời gian, nhảy lên đầu bò định cạp bò ăn thịt luôn á. Cục xúc vậy, anh cho ăn nè. Từ từ chứ. Đổi kính. Thử kính hàng rào sắt coi. Kính hàng rào sắt thì cũng không có kết nối luôn. Còn kính này, à kính này thì có kết nối nè. Ê đẹp nha, nó giống như hàng rào sắt vậy. Thôi chắc mình sẽ chọn cái loại cuối cùng này. Đó chính là loại thin grid. Loại này là mình thấy đẹp nhất rồi đó. Nhưng mà để bây giờ mình có một chuyến qua bên sa mạc mình lấy thêm cát mới được. Chứ số lượng cát nhà mình là không suy nhê rồi đó. Đây, để mình ốp trước một mặt đi. Xem coi nó trông như thế nào. Rồi, ngắm từ ngoài. Wow, sao mà đẹp chứ vậy? Mình không ngờ cái lợi thuyết tinh này lại đẹp thế luôn á. Rồi, chốt đơn. Oh, wow. Hình như dưới chân mình có boss hay sao cả. Mình thấy có cái thanh máu xương cổ xưa. What the heck? Thôi, được rồi, bữa nay mình bận công chuyện. Nên là mình tha cho con boss đó nha. Nhưng mà xong việc thì chưa chắc đâu ấy. Đợi đấy, con boss cổ xưa kia. Ủa cái gì đây? Cái gì cái bùm vậy? Thôi, xin. Người ta chưa xây xong nữa. Cái tình ấy. Khủng khiếp. Sao bữa nào y như rằng mình mà xây cái nơi ở mới cho khủng long thì hắn cũng lén lén lại gần rồi phát nổ để quậy mình. Hắn không có quậy mình là hắn ăn cơm không ngon, ngủ không yên hay sao ấy. Cày thế nhờ. Tức cái lồng ngực á. Hết zombie rồi tới cái đàn nhện ha. Bay lắc này. Nửa đêm rồi không có đi ngủ nghe gì hết mà. Một đêm xây dựng bất ổn của mình thì chứ. Thôi còn nốt cái chỗ này nữa là xong rồi. Yeah. Coi kìa, cái hệ thống bức tường này ta nói là một trong những cái mà mình thích nhất ở xung quanh cái nơi của mình á. Kiểu nhìn nó vừa đẹp mà vừa kiên cố nữa. Tất bật chuẩn bị cả ngày hôm nay thì cuối cùng mình cũng đã chính thức có thể dẫn Spinosaurus đến một cái nơi ở mới rồi. Đi em ơi, qua bên kia cái hồ hơi bị bự cho em bơi luôn nha. Chắc hai em sẽ rất là thích. Nhưng mà khoan. Hình như mình quên đổ nước vô trong rồi. Đó, có nước vô có vẻ là em thích hơn rồi kìa. Còn em này xong xuống bơi đi. Đi bơi đi. Ủa, đẻ rồi. Vừa quên nơi ở mới là đã đẻ rồi. Ủa nhưng mà khoan, tại sao khủng long đực lại đẻ ta? Ủa, rõ ràng đây là đực mà. What the heck? Spinosaurus đực đẻ trứng. Ủa, có phải không trời? Sao nhiều chuyện kỳ lạ hôm nay xuất hiện vậy ta? Nhưng mà em đẻ là mừng rồi. Cái trứng này cũng đang trong quá trình ấp khá là tốt nè. Mình sẽ đứng đây để chờ đợi luôn. Biết đâu khủng long con sau khi chào đời lại thuần phục mình luôn thì sao? Ồ, cũng có thể lắm. Mình đợi cho trứng nở đây rồi hẳn tới công đoạn trang trí cho cái hồ này sao? Sắp rồi. 98% rồi. 99 luôn. Và ta-da, em nở rồi. Ồ nhưng mà vẫn không thuần phục mình nha. Wow, vẫn phải kiếm thêm cái Aquatic Scarab Gem thì mới thuần phục được Spinosaurus đấy. Và cái hồ này thì chắc mình sẽ trang trí bằng một vài cái cây
kiểu như sống ở dưới nước đi. Mình thấy ở cái vùng đầm lầy gần nhà mình có cái loại cây giống như cây đước vậy á. Nếu mà mình trồng dưới này chắc sẽ đẹp lắm ấy. Để mình qua đó mình lấy vài mầm cây về mình trồng thử. Đây đây đây, có được một mầm cây đước đầu tiên rồi nè. Qua đây thêm vài mầm nữa đi. Hơi ít á. Rồi, có quá trời mầm luôn. 4 mầm là chắc ok rồi. Tương tự thì mình sẽ trồng ở đây thêm một cây đi. Thêm một cây ở góc này. Và cuối cùng là một cây ở bên đây nữa. Mình thấy còn một cái loại cây nữa mà khá là thích hợp trồng ở cái chỗ này. Đó là cây bà là eo ra phè. Nè, cây này nè. Nhìn nó khá là giống cây dừa nên mình trồng cặp mé cái hồ sẽ rất là đẹp. Cái này là chỉ mới điểm nhấn bằng vài cái cây thời tiền sử thôi. Mà trong khu vực này đã đẹp hơn hẳn rồi. Sắp tới thì mình sẽ gắn kiếm thêm những cái loài cỏ hoặc là loài hoa tiền sử nữa. Để tiếp tục trồng vô cái khu vực này ha. Sao không? Nhìn từ xa cái nữa coi. Ây da, thích nha, gia đình Spino thích nha. Vậy là công việc nâng cấp nơi ở cho Spinosaurus cũng đã hoàn thành rồi. Và vậy là mình đã dư ra một cái hồ ở đây. Chắc cái này mình sẽ dành để nuôi vài loài cá chẳng hạn. Cái hồ này mình nghĩ nuôi cá cũng ok này. Ok. Và công việc cuối cùng của mình trong ngày hôm nay chắc là sẽ phân tích cái số hóa thạch cũng như là relic scrap mà hôm nay mình đào ra được nè. Bữa nay thì hơi khác so với mọi bữa. Là sẽ không có quá nhiều hóa thạch đâu mà chủ yếu là relic scrap thôi. Nhưng mà mấy cái này thì mình phân tích cũng sẽ có một cái tỷ lệ nhỏ ra những món đồ xịn khác. Chẳng hạn như là những cái pottery shack này. Những cái này thì về sau nó sẽ giúp mình làm được vài cái món đồ đặc biệt ấy. Nên là không, bây giờ nhân dịp này thì mình sẽ cày thêm những cái mảnh pottery shack xem. Bữa giờ thì mình có được 6 mảnh rồi nè. Cái này là do mình ít phân tích đó nha, chứ mình mà chăm chỉ phân tích chắc là sẽ có nhiều hơn ấy. Ê, giờ mới để ý là mình có cái DNA của Pachyosaurus ở trong này nè. Mà các em bên cái khu vườn đằng kia thì đang FA nữa. Thôi thì bữa nay mình sẽ cho ẻm có bạn luôn đi. Ồ, nó cho mình thêm cái stone tablet nè. Cái này cũng được. Mình sẽ có thêm nhiều bức tranh khác trong cái phòng nghiên cứu của mình. Ủa? Ồ, giờ mình mới để ý là cái bức tranh này người ta có súng luôn hả ta? Ủa sao mình không có súng nhờ? Người ta có súng, người ta săn khủng long rồi đánh boss các thứ cơ. Ây. Rồi, xong rồi. Mình đã chào đón một cái trứng khủng long cổ dài mới. Bên này thì chỉ cho mình thêm được có một cái pottery shack thôi. Sắp tới chắc mình phải gắng kiếm nhiều những cái relic scrap hơn mới được. Còn bây giờ thì chào đón thành viên mới trong khu vực này thôi. Khủng long cổ dài đâu ta? Kìa. Ẻm bự chưa? Này, chuẩn bị chào đón bạn đời nè. Mình sẽ đặt cái trứng xuống. À, quên nữa. Bữa nay thì có vẻ là Triceratops của mình đã bự rồi nè. Mình thấy bự hôm qua một tí rồi. Mình sẽ thử cưỡi xem. Ê, giờ mình cưỡi được rồi nha. Yay. Đã quá đi. Ồ, cặp sừng này giống như là khủng long giác đấu vậy á. Kẻ địch nào chống cự là mình sẽ dùng cặp sừng này. Ok. Rồi, chờ đợi một lúc thì cuối cùng cái trứng cũng có dấu hiệu sắp nở rồi cả. Để xem mình sẽ có được Brachiosaurus giống đực hay cái đây. Ủa? Đấy là Brachiosaurus đực. Ồ! Như vậy thì khủng long cổ dài của mình chính thức đã hết FA rồi đó nha. Ồ, Ripper. Gì vậy? Thôi, xin. Đi chỗ khác mà chơi. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức có được một bộ giáp mới. Có thể nói là xịn sò con bò hơn. Sắp tới thì cái việc mình thuần hóa những cái khủng long có sức tấn công cao đã dễ dàng hơn rồi. Ngoài ra thì mình cũng đã đưa cặp đôi Spinosaurus sang một cái nơi ở mới và đã hạ sinh ra một nhóc khủng long khá là kháu khỉnh rồi. Trong tương lai thì mình nghĩ cái nơi này sẽ đông đúc Spinosaurus hơn nữa ấy. Mình tin chắc là như vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình hoàn thiện cái công viên khủng long của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.